Vâng, thưa chị, xin chào toàn thể quý chị nha. Chào mừng toàn thể quý chị quay trở lại với kênh Thiên Định TV. Hôm nay thì Thiên Định đang có mặt tại ngã tư của trục đường đại lộ bốn mùa, và ở đây là Thiên Định đang đứng trên gọi là mặt đường của trục vành đai 3.5. Bên kia là bên cây thao, bên này là bên Venice. Đây, trục đường bên kia là đại lộ san hô, còn bên này thì là đại lộ bốn mùa. Khu vực này thì nó là trung tâm nhất của trung tâm rồi. Chúng ta nhìn thấy bên kia là trung tâm thương mại Vincom. Đấy, tiến độ thì rất là nhanh. Chúng ta nhìn sơ qua có thể thấy là đang ở trên tầng 4 rồi. Làm đang lên tầng 4 rồi quý chị nhá, đang đổ sàn tầng 4 rồi. Trung tâm thương mại thì nó gồm có 5 tầng. 5 tầng. Thì cái tầng này là tầng nóc rồi đấy chị nhá. Tầng này là tầng gọi là tầng nóc rồi. Tại vì nó có tính là tầng hầm, một tầng hầm đằng dưới để xe, tại vì tổng cả nó có 5 tầng thì có 2 tầng hầm và 3 tầng nổi. Hôm nay là ngày đầu tuần thứ 2. Bây giờ đang là buổi trưa thì hôm nay là đang có ảnh hưởng bởi cơn bão số 2, cho nên là thời tiết rất là âm u. Thiên Định đang tính là quay chia sẻ cho quý chúng ta những cái thông tin về tiến độ của các cái tiện ích tại Vinomotion Park 2, Ocean Park 3, cũng như là tiến độ của một số các cái vị trí các cái tòa chung cư mà bên Butterfly người ta đang gọi là đang triển khai thi công. Nhưng mà thấy thời tiết nó âm u quá, nó tối quá, cho nên là nếu mà nó tối quá thì quay nó sẽ không được đẹp. Bay flycam nó cũng gọi là không đẹp. Thời tiết như này thì bây giờ đến chiều nó sẽ mưa thôi. Tầm khoảng 22 giờ là tầm khoảng 10 giờ tối nay nó sẽ chắc chắn là sẽ có mưa to rồi. Chiều nay sẽ mưa to rồi. Chiều nay mưa đến phải tầm tối. Tối là bảo nó mới đổ bộ vào cái khu vực giáp với khu vực Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng thì gọi là nó sẽ là gần như vào bão nó sẽ vào. Còn Hà Nội chúng ta thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng mưa thôi. Thì hôm nay thì chắc chắn buổi chiều sẽ mưa to. Thì như ngày hôm qua thì thứ bảy chủ nhật thì là các ngày cuối tuần thì mọi người đến dự án nó sẽ đông hơn. Ở bên này thì khu phân khu gọi là Venice, Grand Gua Hà Nội thì là thứ hai thì nó cũng vắng hơn. Với cả hôm nay thì bây giờ cũng đang là buổi trưa rồi. Với cả hôm nay thời tiết xấu, hầu như mọi người cũng không muốn đi chơi. Thì đợt này thì Thiên Định vừa rồi là Thiên Định cũng vừa dẫn khách đi xem phố biển, đi xem phân khu phố biển. Thì sắp tới đây chị nhá, sắp tới đây thì hiện tại thì về chính sách ấy, thì phân khu phố biển đang là phân khu có cái đang là phân khu có cái chính sách tốt nhất. Phố biển và phân khu đảo Dừa này đấy thì đang có chính sách rất là tốt. Nhưng mà trong thời gian tới đây thì thời đại cũng sẽ có Thời Đại và Vịnh Tây nhau chị nhá, cũng sẽ có cái chính sách chiết khấu lên đến 25% như phố biển và như đảo Dừa luôn. Đây, thời tiết thì hôm nay bây giờ đang gọi là nó rất là tối anh chị ạ. Đây Grand Gua Hà Nội này chị này. Grand Gua hôm nay vắng. Tại vì Thiên Định cũng muốn là, tại vì cũng đã một tuần rồi chưa quay tiến độ hoặc các cái phân khu cho anh chị xem. Thực ra Thiên Định mong muốn là làm sao là luôn luôn muốn chia sẻ những cái hình ảnh mới nhất, cập nhật từng tuần cũng như từng ngày cho chị xem, về kể cả về giá bán, về thị trường, cũng như là về các cái sản phẩm mà đang có mức giá gọi là giá tốt để chúng ta có thể đầu tư được tại Vinomotion Park 2, Ocean Park 3. Đối với những cái khách hàng mà thời điểm này mua ấy, thì chắc chắn một điều rằng là nếu như chúng ta mà áp dụng cái chương trình hoàn thiện để về ở sớm ấy, nó sẽ lợi hơn. Nó lợi vì gọi là chúng ta được hỗ trợ cái tiền gọi là tiền hoàn thiện, đúng không ạ? Hỗ trợ lên đến 7%. Nhưng mà thực ra là Thiên Định chia sẻ luôn là hoàn thiện, nếu như chúng ta hoàn thiện 5 tầng thì cái chi phí hoàn thiện cũng tương đối cao đấy chị ạ. Đây, Venice thì là một cái khu trung tâm rồi,
trung tâm, nhưng mà chúng ta cũng có thể nhìn thấy được rằng là bây giờ nó đang là cái thời điểm đầu tuần thì nó cũng sẽ có cái lượng gọi là mọi người tới tham quan cũng như là chụp ảnh hay là mua sắm nó sẽ ít hơn. Thì bây giờ Thiên Định sẽ quay chia sẻ những cái tiến độ ở Flycam cho chị xem nhé. Tại vì thực ra Thiên Định muốn là quay, nhưng mà tại vì hôm nay thời tiết nó xấu quá, nhưng mà chắc bắt buộc cũng phải quay thôi. Tại vì sắp tới 1-2 ngày tới khả năng là vẫn thời tiết vẫn mưa, thời tiết vẫn chưa nắng được. Quay thì đơn giản thôi, nhưng mà cơ bản là thời tiết nó đẹp, nó có nắng thì là nó sẽ quay, nó sẽ nét và nó sẽ đẹp hơn. Thời tiết mà xấu thì chúng ta quay hình ảnh nó cũng sẽ xấu, thì cô chúng ta có gì chúng ta thông cảm thôi. Nó còn về cái chất lượng Flycam thì nó là ok rồi. Cái này nó chỉ phụ thuộc vào thời tiết thôi, cho nên là những ngày nào mà thời tiết nắng thì mình sẽ quay, và hầu như cuối tuần mà thứ bảy chủ nhật mà nắng là hầu như là Thiên Định luôn luôn cập nhật cái những cái thông tin tiến độ mới nhất. Nói chung là đợt này là cái lượng giao dịch mua bán tại Vinomotion Park 2, Ocean Park 3 thì khi mà áp dụng cái chính sách mới thì cũng rất là tốt rồi chị nhá. Chúng ta có thể thấy được rằng là thời điểm này đang là cái thời điểm rất là tốt rồi. Chính sách này thì Định nghĩ rằng sẽ là không có cái chính sách nào tốt hơn đâu. Thì trong Thiên Định cũng nghĩ là trong cái tháng Ngâu ấy, là tháng 7 Ngâu, thì chủ đầu tư áp dụng trước chính sách này tầm khoảng trước tháng 7 Ngâu đến hết tháng 7 Ngâu thôi. Thì Định nghĩ là hết tháng 7 Ngâu thì cái chính sách mà chiết khấu 25% nó sẽ gọi là hết hiệu lực. Thì chúng ta nên cố gắng mua cho mình trong thời gian này đến tháng Ngâu, khả năng là tầm khoảng hết tháng Ngâu là sẽ hết chương trình, thì chúng ta cố gắng trong thời gian này chúng ta mua nha chị nha. Đấy. Đối với những cái sản phẩm thì thực ra là bây giờ cái tầm tiền của anh chị chúng ta phụ thuộc vào tài chính thôi. Chứ còn là nếu như chúng ta tầm tiền mà càng lớn thì chúng ta sẽ lựa chọn được những cái vị trí, thứ nhất là đẹp, diện tích nó lớn hơn, và vị trí đường đẹp hơn, hoặc là những cái căn góc, đúng không ạ? Tùy tài chính thôi. Rẻ nhất thì loanh quanh đâu đó tầm khoảng vẹo liền kề, thì bên ngoài liền kề đảo Dừa thì nó có tầm tài chính là tầm khoảng 7 tỷ rưỡi hoặc là 7 tỷ tư. Còn bên ngoài phố biển thì nếu như tùy, ví dụ như là chúng ta mà mua bên Thời Đại này, sắp tới thì nếu như ai mà sắp tới mà Thời Đại hiện tại đang quan tâm đến Thời Đại hoặc là các khu như Vịnh Tây, thì chúng ta cố gắng là chúng ta nên đợi 1-2 ngày tới nha chị nhá. 1-2 ngày tới thì sẽ có cái chính sách áp dụng chiết khấu giá mới. Còn bây giờ thì giá vẫn đang tương đối cao. Bây giờ mới chỉ có phố biển là đang được áp dụng chính sách chiết khấu hỗ trợ hoàn thiện thôi. Còn Thời Đại và Vịnh Tây thì sắp tới đây nó sẽ có cái chương trình mới, thì cũng sẽ được chiết khấu như cái phân khu phố biển bây giờ thôi. Cho nên ai mà đang quan tâm thì chúng ta các cái phân khu đấy thì chúng ta nên cân nhắc 1-2 ngày tới, hoặc là trong thời gian tới sẽ có chính sách mới thì chúng ta cả mua. Còn bây giờ thì thôi, chúng ta nên tạm dừng. Còn nếu như phân khu phố biển thì bây giờ chúng ta mua được ngay rồi. Phân khu phố biển thì bây giờ áp dụng chính sách thì đang là chính sách rất là tốt rồi, đúng không ạ? Chính sách phải nói là quá là tốt rồi. Và đảo Dừa cũng vậy. Qua thời gian này mà chúng ta không mua thì chắc chắn là sẽ không còn cơ hội để chúng ta có thể mua những cái sản phẩm với mức giá như này nữa đâu. Nếu như chính sách mà áp dụng tốt nhất thì Thiên Định đang thấy được là cái thời gọi là thời mà tặng xe VF8, VF9 ấy, mà khi chủ đầu tư mở bán cái phân khu sau biển của Vinomotion Park 2 ấy, thì thời điểm đấy là đang là nếu như tặng xe thì đang là tốt nhất. Đấy, còn nếu như mà chiết khấu thẳng vào giá như thời điểm này mà để chúng ta hoàn thiện thì đây là đang là cái thời điểm tốt nhất anh chị nha, về giá. Đấy, cho nên là đây là một cái chương trình rất là tốt rồi. Cho nên chúng ta nên cân nhắc mua bán cũng như sở hữu cho mình những cái sản phẩm trong thời gian này. Thì kể cả những cái sản phẩm đầu tư thôi thì nó tăng thì nó sẽ tăng đồng loạt. Chúng ta phải hiểu được Thiên Định có những video Thiên Định phân tích là cái số lượng căn tại Vinomotion Park 2, Ocean Park 3 nó quá nhiều. Nhưng đến thời điểm này thì đối với riêng Ocean Park 2 thì đã bán được tương đối nhiều căn rồi. Và chúng ta phải hiểu được một điều là cái số lượng căn nhiều nhưng mà cái giá của nó lại hợp lý. Cái giá của nó, thứ nhất là một cái căn với diện tích đâu đó tầm khoảng từ 48 đến 56 rồi 60, 65 mét thì thực ra là chúng ta chỉ cần bằng một cái căn gọi là cái căn chung cư 2 phòng ngủ hoặc là 3 phòng ngủ bên phố, trung tâm bên phố, chúng ta chuyển đổi sang đây là chúng ta đã có thể mua được rồi.
Cho nên là hầu như cái lượng lượng khách hàng tầm tài chính như vậy rất là nhiều, đúng không ạ? Số lượng thì nhiều căn nhưng mà cái tầm tài chính ai cũng thể mua được, cho nên là cái việc thanh khoản cũng như là mua bán để mà có sóng thì nó mua bán rất là nhanh. Đấy. Bây giờ chúng ta mà mua ở Ocean Park 1 đi thì tài chính của nó rẻ nhất một căn liền kề cũng phải tầm 14 15 tỷ. Nhưng mà xuống dưới đây nó chỉ tầm một nửa giá thôi, tầm khoảng 7 đến 8 tỷ chúng ta đã mua cho mình những cái căn liền kề rồi, đúng không ạ? Cho nên là cái số lượng căn nó nhiều nhưng giá của nó lại rất hợp túi tiền và rất vừa tiền với những cái tầm tài chính rất là vừa phải, mà hầu như là những người chỉ cần có cái thu nhập tốt và tầm tài chính đâu đó chúng ta bây giờ chúng ta bỏ vào chỉ tầm khoảng 2 tỷ rưỡi đến 3 tỷ. Với cái số tiền đầu tiên bỏ vào tầm 30% là chúng ta đã có thể mua được rồi. Cho nên là hầu như là cái tính thanh khoản của nó rất tốt. Đấy. Cho nên là chúng ta phải suy tính một điều rằng là bây giờ chúng chỉ cần chúng ta lựa chọn cho mình càng sớm thì chúng ta được hưởng cái chính sách càng tốt, thì giá càng hợp lý thì chúng ta lợi về giá. Thứ hai, nếu mà chúng ta có tầm tiền tài chính nó hợp lý hơn thì chúng ta có thể mua cho mình những cái căn vị trí đẹp, trục đường lớn, thì chắc chắn một điều là trong tương lai thì nó sẽ có cái sự tăng gia tăng lãi vốn rất là tốt rồi. Đấy, ok. Thì bây giờ Thiên Định xin phép là tắt video và quay flycam cho chị xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể chị trong video tiếp theo. Thiên Định xin chào.